Sau khi mâu thuẫn rồi đánh nhau tại đám cưới, làm hai người bị thương thì một nhóm thanh niên chạy xe về lại Bình Dương, trên đường đi đã bị nhóm người ở An Giang chặn đánh, chém trên quốc lộ 91. Ngày 6 tháng 12, đại tá Đinh Văn nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 phối hợp cùng công an huyện Thoại Sơn và công an thành phố Long Xuyên nhanh chóng truy bắt các băng nhóm có liên quan đến việc đánh nhau. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 12, tài xế Bùi Quốc Quân, 31 tuổi, ngụ thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, điều khiển xe ô tô 16 chỗ chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, giữ đám cưới người bạn. Trong lúc dự tiệc đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết, đến khoảng 15 giờ 5 phút cùng ngày, quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, hai nhóm có sử dụng dao tự chế, mã tấu và sử dụng súng chưa xác định được loại súng. Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, còn Tân bị chém hai nhát vào người và được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, các thanh niên này liền lên xe quân chở quay về Bình Dương. Sau đó, nhóm người trên xe 16 chỗ liền đến bệnh viện gần đó để điều trị thì bị lực lượng công an bắt giữ 10 nghi phạm. Vụ việc đang được công an An Giang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.